Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá từ game đầu tiên nha. Pause Matter. Let's go. Player 1, choose. Headshot. Blow. Bullseye. Ok, vẫn có số 12. Wow, vẫn hơi cao. Lại tầm 8 thôi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. Zombie, tsunami. Perfect.
Because. Wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba. Shockwave Surfer. Đi luôn. Tiếp tục vào. Let's go. We'll be right back.
rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ tư. Cái đồ slide bar. Let's go. Bây giờ thì mình sẽ nhảy lên trên máy này. Rồi. Để luôn vào đây. Sau đó thì mình sẽ lấy chiếc chìa khóa xe ô tô. Sau đó thì sẽ phải vào đây và lấy món đồ cần thiết. Oh my god, tải rồi. Ok, let's go. Một chiếc chìa khóa bắt đầu mà lúc đầu ông ta cất sao. Ông ta không ra đến đây. Ok. Rồi, tiếp tục đi sâu bên trong. Let's go.
Rồi, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang kênh tương lai. Ok. So ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang kênh tiếp theo, Sleeper Body Assassin. Let's go. Let's go. Oh my gosh, còn đánh chàng đây nữa cơ. Không biết có kịp không. Oh man. Ok, break sheet. Let's go. So mini run. 3 mini run. Giết bài anh chàng này. Thank you.
Oh my god, không phải rồi. Ok. So let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tên chung quanh hộp hoài. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Stickman. Go. Cái này mới nâng cấp update rồi. Wow. Đó là những khỏe thật. Oh my god. Vẫn thanh kiếm cũ, ok. Thank you.
man. Wow. Bản nâng cấp mới rất là hay. Ok. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Plan. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Hello, Serbo. Ở tựa game này thì các bạn sẽ phải đi làm nhiệm vụ, từng nhiệm vụ một. Và nhiệm vụ đầu tiên của các bạn đó chính là tìm tất cả 16 con thú bông. Sau đó thì các bạn cho vào trong cái giỏ kia. Ok. Ok, ở đây có 3 con. Sẽ đứng đây. Oh, 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 oh. Ok,
chuồn đã tính xong, anh ta đang ở gần đây. Đứng đây ném xuống mới được không? Được rồi. Tiếp tục bay lên đây, mình sẽ bay thẳng vào cái nhóm top này. Oh my god, xảy rồi. Các bạn có thể nhặt hòn đá này, sau đó đặt cái kia, các bạn nhảy ở đường này thì nó dễ hơn. Rồi mình sẽ nhảy ở trên này trước, bởi vì ở đây có thể có một cái vẫn còn thú bông. Ok, let's go. Quá rồi, oh my god. Đó, các bạn nhìn đấy, sau đó thì nhảy xuống kia và lấy được hai con thú bông ở dưới đây. Tất cả các bạn phải tìm tất cả là 16 con để các bạn sẽ hoàn thành được phần 1 của trò chơi hôm nay. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Smiling Eagles, let's go. Let's go. Mình sẽ lợi ông ta vào uống cà phê. Stop it right now. Oh my god, wow. Oh my god, yeah, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game tiếp theo. Thanks, Stas. Let's go. Thank you.
Let's go. No fuel. Death from above. Ok và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.